Điệp dao lên kế với bạn không? Gắn giọt này hay không? Tụi tao chịu chịu em. Có gì nẻ dây cũng được. Áp giọt lại hay không? Trời ơi, má vừa giật con Rufy cái hiệp dao lên nữa. Hên. Trời ơi, đi gần tới nơi gặp cái cây nha cái nhà. Hên có người chặt rồi. Không thì chắc quay đầu về quá. Cái thằng béo lên nó cũng bị chặn á. Cuối cùng cũng đi tới hồ nha cái nhà. Hôm nay đi đập nylon ru thì thằng Hiệp Béo nó đi trước em nè, nó lên sáng giờ thì nó câu chưa có gì á. Hôm nay gió nem mạnh quá, đi thì nó thở muốn lọt núi luôn á. Để giờ em kiếm bãi nào đẹp rồi em ra cần em quay nha cái nhà. Điệp dao lên kế với bạn không? Gắn giọt này hay không? Tụi tao chịu em. Có gì nẻ dây cũng được. Áp giọt lại hay không? Trời ơi, má vừa giật con Rufy cái hiệp dao lên nữa. Hên. Đừng lên sảy nha em. Chíp bự. Mạnh lắm. Chịu nó. Quay ơi, tôi đang quay điện thoại đâu rồi. Mạnh lắm nha. Gió nữa nó mạnh nó. Rồi lên mặt kìa. Vô xuống nữa kìa, tự nhiên nghe hiệp. Nó không bông được đâu. Nó rút còn nó không bông nữa. Rồi, yếu. Đừng đỡ nó thấy ngừ nó chạy á. Rồi lên mặt.
lên mặt, lên mặt. Vớt vớt. Hay. Đau coi bộ không? Nằm ngon. Trời ơi, hên nó vô, tôi nói 10 giờ nó ăn á. 10 giờ nó ăn nha các bạn. Em cho lên ké đi các bạn. Đồ quá, hai thằng lên cùng lúc luôn các bạn. Giọt đâu, giọt đâu. Hiệp giao lên cái khủng các bạn. Cái mới đĩa hôm quê nha các bạn, thống xanh đó luôn. Lên ngồi tâm sự túi hồng ơi, từ mày đừng có đóng mày đợi Dương ơi, vừa đâu đợi Dương ơi, vô tâm sự túi hồng lát lại thay màu sao được á. Em quên nhìn là tôi biết chưa chứ là mày. Gì đây? Sự đâu tâm sự tôi không? Đang dọc cận nữa mày. Riêng ngâm luôn. Thấy bình tự ít gió ngon. Xe bê mẹ sáng đi chỗ khác mua cơm mày. Đã cơm của mày gì ai ăn mày, cơm ngủ chờ lâu quá tôi đi bê thằng mua bốn mổ mày, tụi mày bê thằng
đổ mấy cái rộng của tao cái cây gì đâu ta. Mày đưa bên quá hẹp. Hẹp. Hồi sáng mà mày bỏ rộng thấy cái tình hình gió quá nhìn cái nhẹ. Gió quá cái không chịu ăn. Thôi mời cái nhẹ ăn bánh mì với em nhẹ đói bụng quá. Sáng giờ được đâu cái bé con rồi, hai con Luffy một cái chip. Bé thằng bé con. Cái chiều nay mớm. Tí em đợi 12 giờ nó ăn em câu nữa, tại nó hay ăn giấc đó. Nên là véo ké về nha cả nhà. Huy béo em nhờ nó cầm ké giùm nè. Để cuối cùng buổi sáng hôm nay câu được sáng lắm, 2 giờ trưa được chỗ này. Hai con Luffy. Hai con Luffy nè. Hai Luffy đi về em nấu canh món canh chua nên hồi nha cả nhà. Còn kiếm đây chắc được nửa ký nè, về nuôi. Mấy cái nhỏ em thẻ rồi. Cầm đúng không? Thì nãy giờ xuống bếp rồi, mình với mẹ mình cũng nấu xong món canh chua ninh hồi nha các bạn. Thì giờ mình mốt về mình ăn thử ngon. Có hai con ké, hai mẹ con ăn. Được không? Mẹ ăn thử miếng này ngon không? Sao giờ mẹ gắp miếng ăn thử ngon. Có muối nè. Đây là muối Ý nè các bạn.
mời mấy bạn miếng ké nha. Mì mình ăn trước nha các bạn, ngon mì. Nhìn vô đây đi. Thôi giờ mình với mì mình ăn cơm nha. Mình kết thúc clip tại đây, các bạn thấy clip hay thì ủng hộ kênh mình nha.